Trung Quốc cảnh báo Việt Nam và Ấn Độ về thỏa thuận dầu khí. Bắc Kinh hôm qua lên tiếng cảnh báo Việt Nam và Ấn Độ không nên gây tổn hại đến chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi Hà Nội và Tân Địa Ly ký kết các thỏa thuận thăm dò dầu khí. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm qua tuyên bố, chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và vùng nước lân cận ông hồng lõi nói phía bắc kinh không phản đối các hoạt động thăm dò dầu khí hợp lý và chính đáng ở biển nam trung hoa nhưng người phát ngôn này nói rằng trung quốc sẽ mạnh mẽ phản đối nếu các hoạt động đó gây tổn hại đến chủ quyền và quyền lợi quốc gia của bắc kinh Trước đó, Chính phủ Cộng sản Việt Nam mới ra một thông cáo cho biết nhiều thỏa thuận đã được ký kết trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Ấn Độ. Trong đó có thỏa thuận khung hợp tác và biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ ONGC Vides và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Dũng đã nói đến vấn đề hợp tác dầu khí Việt-Ấn Việt Nam trân trọng và đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông và về việc Ấn Độ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thăm dò dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông. Trong một động thái mà giới quan sát nhận định rằng, Việt Nam đang tìm cách lôi kéo sự hậu thuẫn của Ấn Độ trong vấn đề Biển Đông. Ông Dũng nói thêm rằng, Hà Nội và Tân Đệ Ly đã nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và việc giải quyết trách tranh chấp ở Biển Đông bằng cách biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chuyến thăm của ông Dũng diễn ra chưa đầy một tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee. Dịp đó, đôi bên đã ký nhiều thỏa thuận, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Thời gian qua, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối các dự án thăm dò dầu khí của Ấn Độ ở Biển Đông. Hồi năm 2012, ONGC Vides đã phải từ bỏ việc thăm dò một lô ở Biển Đông sau khi vấp phải sự phản đối của Trung Quốc.